Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 3, thông tin từ Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hoàng, 29 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản cùng bị khởi tố với Hoàng để điều tra hành vi trên là Nguyễn Thái Hùng, 40 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Theo thông tin ban đầu, dạng sáng ngày 19 tháng 2, Hoàng đi xe máy từ tỉnh Thái Bình sang tỉnh Nam Định với mục đích tìm đến các đình đền ở tỉnh này để trộm cắp đồ thờ cúng. Khi đến thôn Đệ Nhì ở xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, Hoàng phát hiện đình Tây nằm xa khu dân cư, tường bao quanh thấp nên tìm cách đột nhập. Vào trong, Hoàng thấy ở gian ngoài treo hai bức đại tự, hai đuôi câu đối. Trong cung cấm treo một bức đại tự và một bộ bát bửu gồm 10 binh khí làm bằng gỗ đặt xung quanh giếng ngọc. Hoàng chụp ảnh những đồ này gửi cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Vinh Nguyễn Thái Hùng lựa chọn xem đồ nào có thể bán được. Sau khi Hùng đồng ý mua những đồ thờ trên, thỏa thuận xong giá cả, Hoàng đã tháo những đồ thờ trên vận chuyển ra ngoài. Từ Thái Bình, Hùng thuê xe tải và đi cùng đến điểm hẹn tại xã Mỹ Trung, Nam Định để nhận hàng, sau đó vận chuyển về Thái Bình cất giấu tại nhà riêng. Phó Chủ tịch xã Đông Vinh sau đó bán những đồ trên được 25 triệu đồng. Đến ngày 20 tháng 2, người dân thôn Đệ Nhì phát hiện Đình Tây bị mất nhiều đồ và báo công an. Liên quan đến vụ việc, cùng ngày nhận tin báo về việc Đình Tây bị kẻ gian đột nhập, trộm đồ thờ cúng, công an huyện Mỹ Lộc đã triển khai ngay các biện pháp điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Qua điều tra, lực lượng công an xác định các đối tượng đã dùng xe ô tô để vận chuyển đồ trộm cắp. Cạnh đó, công an huyện Mỹ Lộc đã phát hiện chiếc xe tải màu trắng, biển kiểm soát tỉnh Thái Bình, di chuyển từ quốc lộ 10 huyện Mỹ Lộc đi qua cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình vào sáng sớm ngày 19 tháng 2, có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tiếp tục giả soát xác định được đối tượng trộm cắp là Nguyễn Ngọc Hoàng và Nguyễn Thái Hùng. Ngay sau đó, Công an huyện Mỹ Lộc phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình truy bắt hai đối tượng, thu giữ toàn bộ vật chứng. Tại cơ quan công an, Hoàng và Hùng đã thừa nhận hành vi trộm cắp. Ngoài ra, Hoàng và Hùng còn thừa nhận đã thực hiện 3 vụ trộm đồ thờ cúng khác tại các đình, chùa thuộc hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Công an huyện Mỹ Lộc đã truy tìm thu giữ được toàn bộ số vật chứng này. Ngoài những tang vật đã điều tra làm rõ, lực lượng chức năng đang xác minh nguồn gốc của một số đồ thờ cúng mà hai đối tượng này đã trộm cắp, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 23 tháng 2, công an huyện Mỹ Lộc đã trao trả cho đình Tây toàn bộ vật chứng đã bị hoàng và hùng trộm cắp.